Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào kèo Erop đến từ Zlen, một cái tựa game NFT. Và để tham gia vào kèo Erop ngày hôm nay thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Ở trong kèo Erop này thì chúng ta sẽ cùng ăn chia cái pool giải thưởng, đó là 300.000 cái đồng token ZPL. Và mỗi ở đây ở trong kèo này thì chúng ta sẽ có 10.000 suất random, mỗi suất sẽ nhận được 10 cái đồng token ZPL. Đấy, và các bạn có thể thấy là 10 với cái số lượng là 10.000 suất random thì cái tỷ lệ win của chúng ta nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Ok, thì bây giờ để tham gia thì các bạn sẽ nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới. Các bạn sẽ thấy có một cái mục đó là nhập địa chỉ ví BEP20 của các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ ví BEP20 của các bạn vào. Địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask hoặc là ví Chat Wallet. Đấy, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Rồi ở đây có thể là nó sẽ bắt các bạn xác minh. Sau khi chúng ta nhập xong địa chỉ ví BEP20 thì nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể tham gia. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ tham join vào cái kênh Telegram của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở Telegram ra nhé. Đấy, sau khi chúng ta mở ra Telegram thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút join ở đây. Sau đó các bạn sẽ vào cái dấu ba gạch phía trên góc trái màn hình ở Telegram. Chúng ta vào phần setting và các bạn vào cho mình phần edit profile. Ở đây thì không cần vào edit profile nữa mà nó sẽ hiện lên cái thông tin của chúng ta, cái username của chúng ta ở đây luôn. Thì các bạn sẽ click vào cái phần username này. Các bạn sẽ sao chép cho mình cái username này nhé. Rồi, sau khi chúng ta sao chép xong thì các bạn sẽ quay lại ở cái trang ở bên kia. Đấy, ở phần tên người dùng Telegram thì bây giờ chúng ta sẽ dán cái user mà chúng ta vừa copy. Kèm theo đó là các bạn phải viết, phải điền cái dấu a còng trước đó. Và chúng ta nhấn vào phần tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào tiếp một cái cộng đồng ở trên Telegram nữa. Đây thì chúng ta cũng sẽ mở ra và các bạn nhấn vào phần join. Ok. Sau đó các bạn cũng sẽ quay lại và chúng ta cũng sẽ điền tương tự cho mình nhé. Ở đây thì các bạn sẽ điền cái phần a còng này. Sau đó thì các bạn sẽ dán cái username vào và nhấn vào phần tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi cái trang nó ở trên Twitter. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần theo dõi này. Đấy, chúng ta sẽ mở ra và các bạn sẽ follow cái trang này. Sau đó các bạn sẽ quay lại, các bạn nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ retweet cái trang Zlen ở trên Twitter. Đấy, thì đây các bạn cũng sẽ nhấn vào tương tự. Nói chung các cái nhiệm vụ này thì anh em làm cũng khá đơn giản. Rồi, các bạn retweet là xong. Quay lại nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái cộng đồng ở trên Discord. Đấy, thì cái nhiệm vụ này hiện tại thì mình đang sử dụng điện thoại nên là cái nhiệm vụ Discord thì mình chưa hoàn thành được. Mình không đăng nhập ở trên điện thoại thì mình có thể đợi lát nữa mình hoàn thành. Rồi, thì mình sẽ hoàn thành tiếp cái nhiệm vụ đó là đăng ký kênh YouTube. Thì đây các bạn sẽ mở ra cái kênh YouTube của dự án Zlen và các bạn sẽ tiến hành đăng ký. Ok, sau đó thì các bạn sẽ quay lại và chúng ta nhấn vào phần tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi ở trên Medium. Rồi sau đó các bạn quay lại nhấn vào phần tiếp tục. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ like cái trang Facebook. Thì các bạn sẽ mở cái trang Facebook ra. Và các bạn có thể là like ở đây nhé. Ok, các bạn có thể vào cái trang web của nó này. Chúng ta có thể ấn like. Rồi sau đó các bạn quay lại và chúng ta nhấn vào continue. Đấy, và cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có thể có cơ hội lọt vào top. Thì đây nó sẽ có 300 suất dành cho top refer. Đấy, thì tối đa không phải là 300 suất mà là mỗi lần giới thiệu như vậy thì các bạn sẽ nhận được thêm đó là hai cái đồng token ZPL này và tối đa là 300 người trên một tài khoản, tức là tối đa chúng ta sẽ nhận được là 600 cái đồng token ZPL trên một cái tài khoản mà các bạn đi giới thiệu như vậy. Ok, thì đó là cái thông tin về cái kèo Erop. Còn bây giờ thì mình sẽ review cho anh em thêm một cái chút thông tin về cái dự án game này. Ok, thì đây là cái giao diện, cái trang chủ chính thức của cái dự án. Thì cái game Zlen là một cái trò chơi cho phép người chơi
tham gia vào chuyến bay ảo để nhận được phần thưởng trong trò chơi. Ngoài ra thì Zepplane còn cho phép người chơi xây dựng hệ sinh thái và dịch vụ của riêng mình ở trong game. Từ đó người chơi có thể tăng thu nhập bằng cách cung cấp dịch vụ khác cho những người chơi khác ở trong hệ sinh thái của họ. Ở đây thì các bạn có thể thấy các cái tính năng ở trong game, ví dụ như là hệ sinh thái đa dạng cho phép người chơi mở các cái trạm tiếp nhiên liệu của riêng họ để kinh doanh. Đó, một cái game có thể mình thấy nó khá là thú vị. Và cơ chế trò chơi này thì có cái cách unbox này, rồi nhiều nhân vật, nhiều vật phẩm hỗ trợ, cơ chế mở rộng sân bay, rồi là cơ chế nạp rút tiền, nhiều cơ chế hấp dẫn, nhóm phát triển kinh nghiệm. Thì với cái nhóm này thì mình thấy nó đang có partner ở bên với một số cái tựa game như là với Zodicac này, một cái tựa game cũng đang rất là hot trong cái thời gian gần đây, có cái ROI rất là cao. Đấy, thì ở trong game này thì anh em có thể là tham gia mua các cái vật phẩm NFT, hoặc là anh em có thể tham gia mở các cái dịch vụ đấy để các bạn cung cấp, và chúng ta sẽ thu lại được cái phần lợi nhuận khi mà chúng ta tham gia chơi game. Đấy, thì nói chung là với cái game này hiện tại mình cũng chưa tưởng tượng được là nó sẽ chơi như thế nào. Thì đây có một cái phần play demo thì anh em có thể click vào thử xem nhé. Ok, thì hiện tại cái con game này thì nó đang cho anh em tham gia vào testnet. Nên anh em nào mà chúng ta muốn trải nghiệm trước một số cái tính năng thì anh em có thể vào đây để chúng ta tham gia trước nhé. Thì đây anh em có thể thấy là đã có cái marketplace này. Thì ở trên này các cái NFT mà giao bán bao gồm sẽ có các cái vật phẩm như là có các cái máy bay này, rồi đồng hồ này, rồi anh em có thể thấy là cái coin giống như là cái phiếu quân hàm. Rồi phía trên cái phần này là cũng giống kiểu là cái huy hiệu quân hàm đấy. Rồi chìa khóa, rồi các cái vật phẩm thùng chứa nhiên liệu. Đấy, thì các cái NFT ở trong game, các cái phần không phải NFT mà là các cái phần mà anh em có thể mua bán, chúng ta tham gia mua bán ở trên game là các cái vật phẩm như thế này. Và chúng ta sẽ dùng cái đồng Zepplane để các bạn có thể tham gia mua bán các cái vật phẩm ở trên này nhé. Ok, rồi thì đây nó sẽ có một số cái chế độ mà anh em có thể tham gia, ví dụ như là sân bay này. Đấy, rồi là một số cái phần nữa thì anh em có thể tham gia vào cái tựa game này để chúng ta trải nghiệm. Hiện tại thì anh em có thể nhấn vào cái phần testnet ở đây, play demo ở đây để chúng ta tham gia cái phiên bản testnet của dự án. Rồi tiếp theo là về cái phần phân bổ token, thì tổng cung của con này là 100 triệu token. Và anh em có thể thấy phân bổ như sau: 45% dành cho play to earn, 6% dành cho lead sàn deck, 3% dành cho partner, 3% dành cho vòng private sale, 4% dành cho public sale, 14% dành cho marketing. Đó, và phần platform phát triển là 8% dành cho đội ngũ team, 6% Europe, 1%. Ok, về core team thì cái team đội ngũ team này là một cái team đến từ Việt Nam, và hiện tại thì các bạn có thể thấy là đang để các cái khuôn mặt, cũng gọi là khuôn mặt 3D thôi, khuôn mặt hoạt hình thôi, anh em có thể check thêm cái thông tin ở trong white paper nhé. Ok, đối tác partner thì hiện tại có Zodicac, có Simoon, có Crypto Infinity. Đấy, đối tác thì ở đây mình cũng thấy là có một số cái đối tác truyền thông khá ok. Đấy, nhưng mà với cái dự án game này thì hiện tại là mình vẫn chưa thấy có một cái sự đảm bảo 100% nào ở đây. Nên anh em chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về dự án trước khi mà các bạn tham gia đầu tư, hoặc là trước khi chúng ta tham gia chơi game. Thì đây có một cái phần white paper, thì anh em có thể vào đây để chúng ta đọc trước các cái thông tin. Đấy, đọc trước các thông tin về dự án cũng như là thêm một số cái thông tin về cái đội ngũ team và các cái tính năng ở trong game. Ok, và cái video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.